Bây giờ là 11 giờ đêm mà mình phải bật dậy để cho bằng được cái món này ăn cho nó đỡ thèm. Mà thề là mình đã ăn mấy ngày hôm nay rồi, nó vẫn kiểu là cứ thèm. Mà nó không phải là một món sơn hào mỹ vị gì đâu. Đây cho mấy bà coi, cái món này tưởng là đơn giản nhưng mà để kiếm được một cái quán nó ngon nó phải nói là siêu khó luôn. Tự nhiên một ngày vô tình lướt lướt nó va phải cái quán này. Đây, chỉ là hai cái củ khoai lang nướng thôi nhưng mà nó ngon một cách xuất sắc mấy bà ơi. Rồi xong dính tới giờ ăn mấy ngày liền nó vẫn cứ thèm nha. Loại khoai lang này tên là tà nung, tôi cũng mới nghe lần đầu luôn á. Ruột của nó rất là vàng và dẻo luôn nha, và nó rất là nhiều mật luôn á. Đây cho mấy bà coi, mật của nó chảy ra ống như thế này cơ mà. Cắn một miếng ngập chân răng á, trời ơi, nó vừa ngọt vừa dẻo mà kiểu như nó mọng nước nữa cơ, không hề bị khô nha. Mấy bạn coi clip của tôi biết là tôi sẽ rất là thích đi Đà Lạt và tôi ăn khoai lang nướng rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn một cái loại khoai nó ngon như vậy. Mới ban đầu không có hiểu khoai tà nung là cái khoai gì mà sao nó ngon dữ vậy. Tìm hiểu ra mới biết tà nung là một xã thuộc Đà Lạt, cách trung tâm thành phố 15 km và có diện tích là 45.93 km². Rồi không biết là thổ nhưỡng ở chỗ đó như thế nào ha, nhưng mà trồng ra được cái loại khoai này thì sau khi thu hoạch người ta sẽ đem nó ủ 30 ngày, rồi sau đó nó sẽ tưới cái mật ra rất là ngọt và dẻo. Rồi theo dòng tìm hiểu lỡ rồi tìm luôn là mới được biết thêm một cái thông tin nữa, có thể là tôi kiến thức quá hạn hẹp đi, mà bây giờ tôi mới biết là khoai lang mật có chứa rất là nhiều vitamin C nữa mấy bà. Một mình tôi ăn hai củ như vậy tôi vẫn thấy thòm thèm nha, trong khi đó tôi không phải là một người quá thích ăn khoai lang nướng đâu nha. Rồi mấy bà lên tìm bắp nướng 98A nha, mà sợ quá, sợ là tôi lên cái clip này rồi á là bữa sau á nó đông xong rồi tôi order á là tôi phải chờ lâu mới có mà ăn. Thật sự mà thật ra là chuyện ăn uống là khẩu vị mỗi người khác nhau, cho nên là tôi thấy ngon, không biết là mấy bà có thấy ngon hay không, nhưng mà ngon thì ngon, không ngon thì ngon. Cái cảm giác mà gần nửa đêm rồi vừa ăn vừa coi phim, ta nói đa ngã đã gì đâu á. Đang coi lại Dune phần 1 để chuẩn bị ra rạp coi Dune phần 2 nè. Vậy nha. Bye.